Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Trong video này thì mình đang rất thiếu tinh hoa pet để mua đồ nâng con pet nên gọi là nâng bậc con pet, nên là hôm nay mình sẽ thử dùng 10 triệu vàng, 10 triệu vàng nha anh em, để đi quay pet xem có được những cái gì để cho anh em tham khảo. Ai mà cần tinh hoa quá thì có nên dùng vàng để quay pet không nha anh em. Đây à, làm thứ đôi quả xứng này xem có gì không đã. Pet B, ui toàn pet B không à. Anh em đợi tí để mình tắt cái LM đi nhé. Ok, mình nghĩ khả năng là chắc là sẽ quay được khoảng tầm 20.000 tinh hoa hoặc hơn một tí. Pha đầu tiên xem được gì không nhá anh em. Đây nha anh em, nhớ là ban đầu mình đang có 3.350 tinh hoa nha. Tách pha này xem nào, 10 lần tiếp theo rồi. Tách tiếp đấy, được mấy con VP này, nhiều nhiều tinh hoa, 3 lần rồi, cũng được khá khá đấy. Bốn lần, lần thứ năm đây. Ôi không có lần nào được mấy con biết biết bi nhỉ. Lần thứ sáu, ôi còn trả được con biết bi nào luôn. Lần thứ bảy luôn này, lần thứ tám, lần thứ 9, lần thứ 10. Uầy đen thế, ra đúng có 2 hay 3 lần bét bi. Nhân phẩm kém, nhân phẩm kém. Thực ra là nếu mà muốn quay trứng, nếu thiếu quá thì anh em hãy dùng vàng để quay trứng thôi nha. Còn nếu mà không thiếu, không không cần đồ lắm thì mình khuyên anh em là cũng không nên mua, thế nó hơi phí một tí. Nhưng mà đây là mình đang rất cần nên là mình sẽ dùng để mình mua thôi. Đó, và anh em đừng quên là hôm nay có shop giảm giá, nên là shop này chỉ là shop giảm giá bình thường thôi chứ không có gì đặc biệt cả, nên là mọi người, mình khuyên mọi người là cái shop giảm giá này không nên mua. Xem có lần gì xem nào, không được phát nào nữa xem. Còn thiếu 24 cái bình kia và 40. Ôi, đã còn thiếu nhiều lắm, bây giờ vẫn mới chỉ là có cấp 94. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi, hãy nhớ để lại một like, một sub để ủng hộ mình nhé. Và nhớ chia sẻ video đó. Cảm ơn mọi người, see you again.